tin tức nóng hổi, những siêu xe tải quái vật Hot Wheels sẽ quay trở lại trên hòn đảo quái vật. Chúng tôi xin cập nhật thông tin. Đúng vậy, những siêu xe tải quái vật Hot Wheels đang tranh tài trong một giải đấu, xem xe tải nào nhảy xa nhất. Họ sẽ phóng xuống đường đua dốc và vượt qua vũng lầy. Luật chơi rất đơn giản, nếu bạn rơi xuống bạn thua. Chuẩn bị xuất phát, nhảy thôi nào. Vòng 1, trận đấu giữa siêu xe tải quái vật Mega Race và Hot Wheels Racing No. 1. Wow, hãy nhìn đoạn đường dốc cong này đi, và những chiếc lốp xe siêu khủng luôn. Tăng tốc tối đa, tiến lên nào Hot Wheels, và xuất phát. Ôi, họ bay lên không kìa. Cú đáp quá mạnh, hãy xem lại lần nữa. Và siêu xe tải quái vật Mega Race đã tiến vào vòng trong. Vòng 2, trận đấu giữa siêu xe tải quái vật Roger Dodger và Category 5. Tôi không thể đoán được kích thước của những chiếc lốp siêu to này. Tăng tốc tối đa, tiến lên nào Hot Wheels. Thật kinh khủng, siêu xe đã bị chìm trong chất nhầy rồi. Vòng 3, trận đấu giữa siêu xe tải quái vật Bonesucker và Tiger Sharks. Tăng tốc tối đa, tiến lên nào Hot Wheels. Cú nhảy thật tuyệt vời, hãy xem lại lần nữa. Mấy giờ rồi ta? Giờ để tắm chất nhầy. Vòng 4, trận đấu giữa siêu xe tải quái vật Hot Wheels Racing No. 3 và Test Subject. Tăng tốc tối đa, tiến lên nào Hot Wheels. Đã có khoảng cách giữa hai xe, thật là tuyệt. Chúng ta xem lại lần thứ hai nha. Oh, cậu ấy phải tắm thật sạch sẽ ở đây. Wow, đúng là một vòng loại tuyệt vời. Hãy tiến tới vòng bán kết nào. Vòng 5, trận đấu giữa siêu xe tải quái vật Mega Race và Roger Dozier. Tăng tốc tối đa, tiến lên nào Hot Wheels. Siêu xe tải quái vật Hot Wheels Monster Truck, số 1 mô hình xe Monster Truck trên thế giới. Khám phá bộ sưu tập đa dạng với những cái tên huyền thoại: Mega Bright, Glinster, Tiger Shark, Bonesucker, Fire Alarm. Từ những cú nhào lộn chất lư từ trong phim cuộc đua siêu xe tải quái vật đến những trận đấu kịch tính ngoài đời thực, cùng siêu xe tải quái vật Monster Trucks tiến vào đấu trường đầy kịch tính, nơi mà những chiếc siêu xe sẽ vượt qua những chướng ngại vật đầy khó khăn. Nhà vô địch sẽ là ai? Cùng khám phá bộ sưu tập siêu xe tải quái vật Hot Wheels Monster Trucks với giá chỉ từ 209.000 đồng tại Magnum ngay hôm nay. Ô, lộn nhào quá đã luôn. Mẹ ơi, nhìn kìa, còn có thể bay được. Ê, hy vọng cậu ấy mang theo ống thở. Vòng 6, trận đấu giữa siêu xe tải quái vật Hot Wheels Racing No. 3 và Tiger Shark. Tăng tốc tối đa, tiến lên nào Hot Wheels. Ôi trời, cú mở màn thật đẹp mắt. Hãy xem lại lần nữa nha. Và siêu xe tải quái vật Tiger Shark đã tiến vào chung kết giải vô địch. Nếu siêu xe tải quái vật Roger Dodger muốn giành chiến thắng, cậu ấy sẽ phải vượt qua siêu xe cá mập này. Trận đấu giữa siêu xe tải quái vật Tiger Shark và Roger Dodger. Ở trận chung kết, họ đã chuẩn bị một bể chất nhầy lớn hơn với nhiều bong bóng nước và chướng ngại, khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tăng tốc tối đa, tiến lên nào Hot Wheels. Wow, các bạn đã bao giờ thấy một con hổ bay chưa? Bay xa cả cây số luôn ha. Và siêu xe quái vật Tiger Shark là nhà vô địch của chúng ta. Cú dứt điểm siêu đỉnh của siêu xe tải quái vật Tiger Shark đã mang về cúp vô địch cuộc đua nhảy xa. Hãy chờ đón những cuộc đua siêu xe tải quái vật Hot Wheels Monster Truck trong giải đấu của những tay đua khổng lồ.